Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cút cùng với bếp nha. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu cho cả nhà món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam, đó là món hộp bình lộn xào me các bạn, rất thơm và ngon. Với lõi vỏ hộp bình lộn giòn bên ngoài các bạn nha, ăn vào là lớp hộp bình lộn ngọt ngọt bên trong cùng lớp me, nước sốt me rất là ngon ngọt, chua chua, cay các bạn. Rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là 5 quả trứng hộp bình lộn nha, rồi 10g 20g gừng cắt mỏng và 1 lít nước các bạn nha. Rồi mình sẽ luộc trước hộp bình lộn cho nó chín các bạn nha. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái nồi, mình sẽ cho gừng và mình rang cho nó thơm. Sau đó mình sẽ cho nước vào và mình sẽ cho hộp bình lộn và mình sẽ nấu vào nha. Đây là một trong những cách luộc hộp bình lộn vừa thơm và vừa khử mùi tanh của hộp bình lộn các bạn. Mà ăn vào á, nếu bạn nào ăn hộp bình lộn không nha, thì có thể dùng cái này để mình luộc thì hộp lộn rất là thơm các bạn, ăn vào sẽ mùi thơm gừng rất là ngon các bạn nha. Đó, đây là một trong những cách mình giới thiệu các bạn luôn, tức là mình dù mình làm hộp lộn xào me nhưng mà mình vừa chỉ các bạn họ mà làm hộp lộn luộc, hộp lộn chiên giò mà hộp lộn xào me luôn, 3 trong 1 đúng các bạn nha, rất tiện lợi luôn. Và nguyên liệu xào me chúng ta sẽ có là 10ml nước mắm các bạn nha, rồi 10g bột ớt cây tăng lên, rồi này là đậu phộng rang các bạn, mình đã để sẵn lên 10g luôn, cùng với 50g đá rau răm các bạn nha. Đó, 10g me rang mình sẽ ngâm nước nóng, rồi 3 đá hạt nêm, 1 gram muối, 5 gram đường cùng với 5 gram tỏi và 5 gram hành tím đã mâm sẵn các bạn nha, cùng với 20g bột chiên giò hoặc là bột năng các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào cái me, đó, lấy hồi lấy me sẽ tan các bạn nha. Đó mình sẽ lấy phần nước me này hòa với cái nước của cái hộp bình lộn á, lúc mình luộc xong á các bạn, nước mình bóc hộp bình lộn ra đó, nước ngọt hộp bình lộn mình sẽ trộn chung. Đó. Ok, và sau khoảng 20 phút trôi qua thì hộp lộn đã chín rồi các bạn ơi, mình sẽ vớt ra các bạn nha, ngâm môi nước lạnh sốc nhiệt, sau đó mình sẽ bóc vỏ các bạn nha. Hộp lộn này bạn nào mà ăn kiểu luộc rất là ngon các bạn, nó nhiều khử mùi tanh mà ở trong mà ăn vào thử mùi thơm gừng rất là ngon các bạn nha. Đó, bạn nào lưu ý, bạn nào muốn luộc hộp lộn ngon thì áp dụng cách này nha. Rồi bây giờ mình sẽ đập ra, mình sẽ luộc các bạn nha. Đó, cái phần nước hộp bình lộn các bạn nhớ giữ lại nha, lát mình sẽ bỏ trộn chung với nước me để mình xào luôn các bạn. Đó. Rồi, cái phần hộp bình lộn chúng ta đã lột xong các bạn, được 5 quả các bạn nha. Đó, 5 quả hộp lộn và những cái phần mà nước các bạn, đó các bạn lọc qua đây á, lấy cái phần nước hộp lộn lại nha, rất là ngọt và thơm luôn các bạn. Ok, và tiếp theo mình sẽ cho hộp lộn mình tẩm qua cái phần bột chiên giòn các bạn nha. Đó, bột chiên giòn các bạn có thể mua sẵn nha. Đó, còn không có bột chiên giòn các bạn có thể thay bằng bột năng với bột mì trộn chung cũng được các bạn nha. Đó, mình sẽ chiên cho nó giòn cái phần trứng á, lát mình khi mình xào me nó không bị bể cho các bạn nha, và ăn mà sẽ rất giòn, chiên giòn ngoài rất là ngon các bạn. Đó, đây cũng là một cách làm hộp bình lộn chiên giòn các bạn nha, rất đơn giản luôn. Đó là cách thứ hai mình đã chỉ các bạn đó, rất là tiện nha. Đó, các bạn cứ cho vào khi mà trứng đã giòn mình dớp vỏ thì mình chỉ mình lấy ra các bạn nha, rất tiện luôn. Ok, và bây giờ phần hộp lộn chiên giòn đã xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nấu để làm một số sốt me các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ bắt một cái chảo và mình sẽ cho dầu vào khoảng cỡ 10 đến 20 lít dầu qua dầu vào các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi vào. Đó, mình sẽ phi tỏi cùng với hành tím. Đó, ngâm tỏi cùng hành tím vào mình phi lên. Đó, sau đó mình sẽ cho cái phần hỗn hợp sốt me cùng với cái phần nước hộp bình lộn nãy vào các bạn nha. Ok, bây giờ mình cho hỗn hợp nước me vào các bạn. Đó, cho hỗn hợp nước hộp bình lộn vào luôn nha. Sau đó mình sẽ cho bột ớt vào. Đó, rồi mình sẽ cho đường, hạt nêm.
bấm vào luôn các bạn nha. Đó. Mình sẵn cho nó sạch lại, mình sẽ lọc vào đây là xong cái phần nước sốt me thôi. Nó nhanh gọn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho các phần nước hợp bình lộn vào các bạn nha. Đó, mình sẽ đảo đều lên. Sau đó mình sẽ cho cái rau răm mình cắt nhỏ các bạn. Nhỏ vào để tạo mùi thơm các bạn nha. Mỗi rau răm vào. Giờ sẽ có vị sốt mà chua ngọt các bạn. Có thêm cái rau răm vô rất là thơm các bạn nha. Ok, hỗn hợp đã sành lại các bạn ơi, rất là thơm và ngon các bạn, vừa chua vừa cay vừa ngọt các bạn. Đó, chưa kể mùi răm nữa. Bây giờ mình sẽ lọc qua đây các bạn nha, là xong cái phần sốt xào me các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ngược lại hỗn hợp này vào cái chảo nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mở lửa lên và mình sẽ cho cái hộp bình lộn mình đã chiên vào lúc nãy vào á, là coi như xong món ăn nữa các bạn. Rất đơn giản nha. Ok, và xong cái món hộp bình lộn xào me các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hộp bình lộn xào me ra tô, ra dĩa, ra chén nha. Rồi rắc lên đậu phộng cộng với một chút rau răm. Vậy là rất là ngon các bạn nha. Món này ăn với bánh mì hoặc ăn không rất là tuyệt vời các bạn. Rất tuyệt vời cả nhà ơi. Rồi chúng ta cùng thức nào. Wow, xong món hộp bình lộn xào me rồi đó cả nhà ơi. Chúc cả nhà những phút giây thư giãn với món ăn này nha. Rất là nhanh và gọn, rất là thơm và ngon các bạn ơi. Hãy đưa vị tới với món hộp bình lộn xào me này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.